Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 17. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài gì nhỉ? Chúng ta sẽ học 3, 4 và the dotted half note. Tức là chúng ta sẽ học nhịp 3, 4 này, học nốt trắng chấm này. Bây giờ các con cùng nhìn lên trên màn hình, cô sẽ chỉ cho các con. Dotted half note nghĩa là nốt trắng có thêm một dấu chấm và được viết như thế này nhé. Thì nốt này sẽ có giá trị ngân dài 3 phách. Và khi chơi đàn thì chúng ta sẽ chơi ví dụ Đô, hai, ba. Chúng ta sẽ thông thả đọc thêm hai phách nữa nhé. Còn về nốt nhạc thì chúng ta chỉ ôn các nốt nhạc mà chúng ta đã được học ở các bài học trước thôi. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con lấy nhịp 3, 4 đều và chúng ta cùng đọc tên nốt nhạc bản nhạc này nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đô, hai, rê, đô, hai, si, đô, hai, ba, đô, hai, ba, đô, hai, rê, đô, hai, si, đô, hai, ba, đô, hai, ba, đô, hai, rê, đô, hai, si, đô, hai, ba, đô, hai, ba, đô, hai, rê, đô, hai, si, đô, hai, ba, đô, hai, ba. Như vậy, cô đã vừa đọc nốt nhạc một lượt từ đầu cho đến cuối bài rồi. Nhịp 3, 4 thì chúng ta có cách đếm là 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 phách này, mình sẽ đọc đều nhé. Vì nhịp 3, 4 là nhịp có 3 phách cho mỗi nhịp. Và chúng ta đã học 3 loại nhịp rồi, đúng không? Nhịp 4-4 này là có 4 phách một ô nhịp này. Nhịp 2-4 có 2 phách một ô nhịp này. Và nhịp 3-4 thì có 3 phách một ô nhịp này. Đó là những kiến thức mà chúng ta cần nhớ nhé. Ngoài ra các con cũng cần nắm vững cho cô các ký hiệu nốt nhạc được viết với khóa son, ký hiệu nốt nhạc viết với khóa pha như thế nào để chúng ta sang những bài tiếp theo chúng ta học thêm nhiều nốt hơn, chúng ta có thể nhớ được nhé. Bây giờ các con cùng quan sát cô. Cô sẽ hướng dẫn cho các con cách chơi ở trên phím đàn nhé. Đối với bài Dance of the Gnomes thì chúng ta sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm đối với tay phải và đô trung tâm đối với tay trái. Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các con một lượt từ đầu đến cuối. Nhịp 3-4 thì chúng ta sẽ đếm là 1-2-3. Sau đó chúng ta chơi 1-2-3 1-2-3 Đô hai rê đô hai si đô hai ba đô hai ba đô hai rê đô hai si đô hai ba đô hai ba đô hai rê đô hai si đô hai ba đô hai ba đô hai rê đô hai si Bây giờ thì cô sẽ chơi cùng với lại nhạc ở tốc độ chậm. 1, 2, 3. Cô làm với tốc độ nhanh hơn nhé. 1, 2, 3.
Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài trang số 17. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo nhé.